đi và đúc hành trình 6 năm kiến tạo giấc mơ. Cuộc hành trình ngang dọc nào cũng phải bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé. Có những bước chân lịch sử làm thay đổi cả thế giới. Có những bước chân anh hùng ra đi tìm chân lý, lẽ sống cho dân tộc. Có những bước chân vinh quang tạo nên kỳ tích hiện danh của đất nước. Tại Đi và Đúc, thương hiệu xây dựng từ giấc mơ cũng bắt đầu từ bước chân nhiệt huyết, mạnh mẽ của chàng trai trẻ mang trong mình khát vọng kiến tạo giấc mơ cùng niềm đam mê cháy bỏng, khơi nguồn hành trình 6 năm đầy tự hào. 21 tháng 7 2016, 21 tháng 7 2022, từ ước mơ nhỏ bé của chàng trai trẻ ở Thanh Hóa, vào đồng kiên gan biến các phòng thành hiện thực để chèo lái con thuyền những ngày đầu ra khơi của vị thuyền trưởng Lê Thế Hai, đã tạo ra một mái nhà đi vào đúc nuôi dưỡng đam mê của tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta, những con người cùng đi chung trên một con thuyền, hãy cùng nhìn lại hành trình 6 năm đầy tự hào. Ngày 21 tháng 7 2016, đã bắt thương hiệu đầu tiên mang tên Diva Spa, tiền thân của chuỗi hệ thống việc thẩm mỹ Diva cày này. Ngày 30 tháng 7 2019, khai sinh thương hiệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Phương Nam theo tiêu chí phòng khám của nhân dân, với mong muốn gửi lời tri ân thiết thực dành cho vùng đất và con người Đà Lạt. Ngày 6 tháng 1 2021, đánh dấu thời kỳ hoàng kim của tập đoàn Diva Group với sự kiện ra mắt độc lạc 4 thương hiệu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Nam Hà Thành, Nhà khoa Quốc tế DC, Công ty Cổ phần Đầu tư Diva Holdings và hệ thống chuỗi bán lẻ mỹ phẩm POD. Ngày 30 tháng 4 2021, chính thức ra mắt hệ thống nha khoa quốc tế DC theo tiêu chuẩn châu Âu, thực hiện sứ mệnh chăm sóc và điều trị sức khỏe đặc biệt toàn diện cho người dân Việt. Năm 2022, ra mắt hệ thống Diva Retail, chuyên bán lẻ mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo phương châm khỏe trong đẹp ngoài cho người dân Việt. Tất cả những thành quả này là sự nỗ lực mỗi ngày, là quyết tâm chưa từng hạ nhiệt, là món quà tư tưởng xứng đáng cho niềm khát khao chiến thắng luôn dây dẫn trong các chiến binh của đại gia đình Diva Group. Song cốt truyện ấy dù mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng, nhưng trên hành trình chinh phục giấc mơ cũng không tránh khỏi những sóng gió. Trải qua không ít thất bại, cái chuyến ngày đầu dây dẫn ước mơ khởi nghiệp bị đánh cắp niềm tin từ chính người bạn đồng hành. Trải qua hàng trăm thứ thiếu từ nhân sự, vốn liếng, mặt bằng và đôi khi thiếu cả những người bên cạnh ủng hộ san sẻ. Đặc biệt 2019-2021, trải qua cơn đại dịch kinh hoàng Covid-19 khiến các hoạt động kinh doanh đóng băng, doanh nghiệp dường như có lúc gần kề bờ vực. Nhưng bằng triết lý, thành công là giá trị mang đến cho xã hội chứ không phải lợi nhuận mang về của thuyền trưởng Lê Thế Hai, đã trở thành kim chỉ nam xây dựng Diva Group từ giấc mơ trở thành thương hiệu giúp hiện thực hóa ước mơ của nhiều người với những thành tích đáng tự hào, mang đến hơn 1.000 việc làm trên cả nước và trở thành nơi làm việc ước mơ của nhân sự cùng chung tay hiện thực hóa giấc mơ, thực hiện hàng ngàn chương trình thiện nguyện lớn nhỏ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi trên khắp mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, giai đoạn dịch bệnh Covid-19 khó khăn nhất, Diva Group vẫn luôn duy trì các hoạt động ý nghĩa và cống hiến không cực kỳ vì cộng đồng. Test Covid miễn phí cho khách hàng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, ủng hộ quỹ vaccine, cứu trợ gạo, rau củ cho đồng bào miền Trung mùa lũ lụt,
cùng hàng ngàn hoạt động ý nghĩa khác trên khắp tỉnh thành cả nước nhằm san sẻ những khó khăn cho đồng bào cả nước trong suốt mùa dịch. Phục vụ hơn 7 triệu lượt khách hàng thân thiết trên nhiều lĩnh vực, từ thẩm mỹ, y tế, giáo dục, xây dựng hơn 60 chi nhánh, trở thành hệ thống chuỗi uy tín, phủ sóng trên 40 tỉnh thành cả nước. Cùng Diva vươn ra biển lớn, cảm ơn bạn vì đã đồng hành và vững bước cùng hành trình xây dựng ước mơ Martin Diva Group. Chúc mừng sinh nhật tập đoàn Diva Group 6 tuổi.